bên dưới thì các bạn cảm nhận đó, mềm mịn. Xin chào tất cả các anh chị em và các bạn. Hôm nay Thi sẽ hướng dẫn các anh chị em và các bạn cách làm bánh bông lan ha. Mình nghe tới tên làm bánh thì các bạn sẽ liên tưởng đến là chúng ta phải chuẩn bị rất là nhiều nguyên vật liệu và dụng cụ. Nhưng hôm nay Thi sẽ hướng dẫn các bạn cách làm bánh đơn giản tại nhà. Mình không cần dùng khuôn hoặc là lò nướng ha. Thi sử dụng bằng nồi chiên không dầu và các dụng cụ đơn giản. Đây là phần nguyên vật liệu mình sử dụng cho hôm nay. Thi sử dụng 3 quả trứng gà, 90g bột mì, 90g đường, 1 ống vani, muối, 30ml sữa đặc và 30ml dầu thực vật. Giờ tôi sẽ tiến hành tách lòng đỏ và lòng trắng trứng ra các bạn. Trước tiên thì mình sẽ tách cái phần lòng trắng và lòng đỏ riêng ra ha. Nếu các bạn có cái tách lòng trứng này lòng đỏ thì các bạn sẽ sử dụng, còn không thì làm giống như cách truyền thống của Thi như vậy cũng được ha các bạn. Giờ mình sẽ đánh cái lòng đỏ này lên các bạn. Chúng ta sẽ cho vào đây một ống vani như thế này. Nếu các bạn có vani nước thì chúng ta có thể dùng được luôn nha. Và cho vào đây một ít muối, một chút cái này thôi các bạn. Đó thì mình sẽ đánh lên. Khi đánh như thế này thôi rồi các bạn sẽ chuyển qua mình sẽ đánh cái phần lòng trắng ha. Lòng trắng thì chúng ta sẽ dùng cái cây đánh trứng đó hoặc là chúng ta dùng cái máy luôn nha các bạn. Máy đánh thì nó sẽ nhanh hơn ha. Mình sẽ dùng máy đánh trứng. Bạn sẽ chia cái phần 90g đường này làm 3 lần, mình sẽ cho vô đánh từ từ nha. Các bạn sẽ đánh tới khi mình nhấc máy lên và nó phần lòng trắng này nó có chóp như thế này, vậy là được rồi ha các bạn. Thì sẽ cho cái phần lòng đỏ này vào đây. Tiếp tục đánh. Sau khi đánh xong cái lòng đỏ và lòng trắng thì mình sẽ cho bột vào các bạn. Bạn nên cho nó vào cái rây như thế này ha, cho cái phần bột nó rớt xuống rây và cái nào nó to quá thì nó nằm ở trên. Mịn màng hơn.
bạn lưu ý khi trộn thì mình sẽ trộn từ dưới lên trên như thế này nha. Thế nào mình thấy đều hết, hỗn hợp bột và trứng thì nên lại. Chúng ta sẽ không đấm cái phần bột này liền, mình phải trộn đều, nếu không thì nó sẽ bị bóng cục nha các bạn. Trộn đều hỗn hợp như thế này rồi các bạn. Giờ Thi sẽ trộn cái thằng này ha. Chúng ta cho vào đây là 30ml sữa tươi không đường. Các bạn lưu ý là không sử dụng sữa lạnh nha các bạn. Và 30ml dầu thực vật. Mình sẽ cho một nửa hỗn hợp này vào đây. Trộn đều hỗn hợp sữa và dầu này rồi ha các bạn ha. Chúng ta sẽ cho vào hết lại trong thau luôn ha. Là xong các bạn, giờ Thi sẽ cho vào cái thau này ha. Các bạn không cần dùng khuôn, mình cho hết hỗn hợp bột vào luôn. Giai đoạn này rồi thì nếu các bạn có lò nướng thì mình bỏ vào, còn không thì mình sẽ bỏ vào nồi chiên không dầu, hoặc các bạn có thể bỏ hấp hoặc là dùng nồi cơm điện đều được nha các bạn nha. Nồi chiên không dầu thì nãy giờ Thi đã làm nóng rồi, bây giờ Thi sẽ bỏ cái tô bột này vào ha. Mình sẽ hấp với nhiệt độ là 150 độ C và 30 phút các bạn. Như vậy là xong, mình lát nữa xong thì sẽ cho các bạn xem ha. Sau khi nướng hai lần, lần đầu 30 phút với nhiệt độ 150 độ C và lần sau thì 15 phút với nhiệt độ 130 độ C thì giờ Thi sẽ kiểm tra. Wow các bạn ơi, rất là thơm luôn các bạn. Thi sẽ dùng cái cây này đâm vào xem thử bánh đã chín rồi nha các bạn. Các bạn khi kiểm tra bánh chín hay chưa thì mình chỉ cần đâm vào nếu mà thấy còn bột ướt chín trên tay như thế này thì bánh chưa chín và chúng ta sẽ nướng thêm một chút nữa. Nhưng giờ thì bánh đã chín khô rất thơm luôn các bạn ơi, quá tuyệt vời luôn. Giờ thì sẽ lấy bánh ra ha. Đây, đây các bạn. Không hiểu vì sao là mấy lần trước khi làm thì nó không có bị nứt như thế này ha các bạn, nhưng hôm nay làm thì nó lại bị nứt. Giờ thì sẽ lấy bánh ra và mời các bạn thưởng thức cùng Thi nha. Tiên thì mình sẽ lấy cái giam thế này ha. Ta sẽ lấy từ từ. Nếu các bạn có khuôn thì cái giai đoạn này nó sẽ khỏe hơn ha. Làm rất là nhanh luôn. Nhưng mình thì hướng dẫn các bạn với những cái dụng cụ đơn giản nhất tại nhà mình có thể làm được bánh bông lan. Rất là núng na núng nính luôn ha, dễ thương. Giờ mình sẽ cắt ra ha. Bạn xem bên trong, wow, mềm mịn luôn các bạn. Phần đây là phần bên dưới ha. Bánh
nấm bông lan rất là bông mềm mịn, rất là đẹp mắt nha các bạn nha. Này các bạn coi nha, đó, nó có độ nấm bùi mềm mịn luôn. Giờ xin mời các bạn cùng thưởng thức với Thi nha. Thi sẽ cho các bạn cảm nhận. Tuyệt vời luôn các bạn. Phần lớp bánh ở bên trên thì giòn tan và rất là thơm, còn bên dưới thì các bạn cảm nhận đó, mềm mịn và bong xốp luôn ha. Hy vọng rằng với chia sẻ này của Thi thì các bạn sẽ áp dụng thành công để cho ra món bánh bông lan làm rất là nhanh và dễ làm. Nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh của Thi nha các bạn để theo dõi thêm nhiều video mới mỗi ngày. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.